Thưa quý vị, thời gian qua, công trình thanh niên số hóa các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã được các cấp bộ đoàn tích cực hưởng ứng triển khai. Cũng từ hoạt động này, đông đảo đoàn viên thanh niên đã có cơ hội được tìm hiểu về truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, qua đó góp phần bồi dưỡng lòng yêu quê hương đất nước trong tuổi trẻ hôm nay. Hành trình số hóa các địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã đưa đông đảo đoàn viên thanh niên tại địa phương đến với các di tích, địa điểm văn hóa lịch sử để tìm hiểu, nghiên cứu, thu thập tài liệu, thông tin. Đây được xem là đợt giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng của đoàn trong năm nay nhằm thúc đẩy thế hệ trẻ chủ động tìm hiểu về văn hóa lịch sử dân tộc. Quận đoàn cũng đã chỉ đạo các đoàn cơ sở hành quân về địa chỉ đỏ, quay phim, rồi thuyết minh, rồi nêu những cảm xúc, cảm tưởng, rồi giới thiệu về địa chỉ đỏ tại cái địa điểm mình được phân công. Trong bối cảnh hiện nay, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của đoàn được xem là xu hướng nhằm thu hút sự quan tâm của giới trẻ. Vì vậy, việc huy động nguồn lực trong thanh niên nhằm số hóa các địa chỉ đỏ trên địa bàn cũng là cách phát huy năng lực trí tuệ của thanh niên vào quá trình chuyển đổi số tại địa phương. Phát động cho các bạn đoàn viên trong đoàn phường là nghiên cứu về các địa chỉ đỏ tại địa bàn phường. Thì đây là một cách để ứng dụng công nghệ số hóa vào trong lịch sử, quảng bá văn hóa và cũng là giúp cho mọi người có thể dễ tiếp cận hơn. Công trình số hóa địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố đã được Ban Thường vụ Thành đoàn triển khai đến 24 đơn vị đoàn trực thuộc, tổ chức cho đoàn viên thanh niên đến tham quan, tìm hiểu, kết hợp với chương trình hành quân về nguồn. Và tính đến thời điểm bây giờ đã có hơn 100 lượt tham quan tìm hiểu tại các địa chỉ đỏ và đã có gần 3.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia. Theo kế hoạch, Tuổi Trẻ Đà Nẵng sẽ tiến hành số hóa tạo ra các QR code tại 86 địa chỉ đỏ trên địa bàn, gồm 2 di tích quốc gia đặc biệt, 17 di tích cấp quốc gia và 67 di tích cấp thành phố. Như vậy, đông đảo đoàn viên thanh niên tại địa phương sẽ có dịp tham quan, trải nghiệm về nguồn tại tất cả các địa chỉ đỏ của thành phố để thêm tự hào về những giá trị truyền thống, bản sắc dân tộc. Từ đó có những hành động thiết thực nhằm bảo vệ, gìn giữ và phát huy các giá trị trong bối cảnh hiện nay.